vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. 5 6 Chúc mừng Nhật Thịnh đã chiến thắng trong vòng thi. Tuần trước, chúng ta đã chứng kiến những màn tranh đấu nghẹt thở đến từ những bộ não siêu Việt. Và với 8 điểm, Vương Trinh sau 3 lượt đấu chính thức trở thành người đầu tiên bước vào vòng 2. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu giữa những con người có thể nhìn thấy những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy. Và ở tập tuần này, điều bất ngờ gì sẽ diễn ra? Màn quyết đấu nào sẽ được thiết lập? Sau cái tập đầu tiên, có ai nhận ra em ngoài đường chưa? Dạ, em có nhận được một cuộc điện thoại của Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán của Bộ Tài chính ạ. Em tự tin khoảng bao nhiêu phần trăm trước năng lực của đối thủ của mình? Cuộc đấu này là sòng phẳng và 50-50 thôi ạ. Vì sao em dám khiêu chiến với một cái người mà đạt được điểm tuyệt đối của chương trình? Đã đến đây thì em muốn chinh phục đỉnh cao cao nhất của trí tuệ. Đâu sẽ là thử thách để thách thức những trí tuệ Việt siêu phẩm? Mời quý vị thử nhìn xem ma trận số của chúng tôi nó hùng vĩ như thế nào. Trời đất ơi, cái đề bài quá dã man, quá kinh dị. Nói riêng về cấu tạo mắt là mắt bạn Giang hơi hiếp hơn. Em có thấy cái đó là điều bất lợi của em không? Em đến đây để chứng minh là mắt một mí nhìn thấy điều phi thường. Ai sẽ là người vượt qua mọi thách thức để giành lấy đỉnh vinh quang và nhận được các giải thưởng giá trị đến từ hai nhà tài trợ chính? Giải thưởng đặc biệt 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sting, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Nhà tài trợ chính Mì Ba Miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 500 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm Ba Miền, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Và ngay bây giờ, hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi Siêu Trí Tuệ Việt Nam được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel. Chương trình được thực hiện bởi V Channel và được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được dành lời cảm ơn đặc biệt đến hai nhà tài trợ chính của chương trình: Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Ngày hôm nay đến với chương trình ở vòng đấu đối đầu, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại những vị giám khảo quen thuộc, giám khảo khoa học Trần Thành Nam, ca sĩ Tóc Tiên, nhà báo Lại Văn Sâm, và giám khảo khách mời, thưa quý vị, anh Dương Anh Vũ. Thưa quý vị, sau phần phát sóng đầu tiên của vòng đối đầu thì chúng ta đã thấy là những đối thủ rất là nặng ký và ngang tài ngang sức gặp nhau. Cho đến bây giờ, Tiên thích xem những cái phần trình diễn của những người chúng ta không biết gì về họ đến đây để khiêu chiến, hay là của những đấu sĩ mà chúng ta đã biết năng lực của họ là gì rồi và bây giờ họ sẽ gặp nhau. Em thích xem trận nào hơn? Nếu như ở tập trước thì em đã trả lời là em thích xem những thành viên cũ đấu với nhau. Sau khi xem tập trước xong, thấy được cái sự gọi là kích thích của một cái người mới tới để mà khiêu chiến thì em sẽ rất chào đón những cái người mới và rất hào hứng với những phần thi mà những cái bạn mới đến để khiêu chiến với những thành viên của Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Ok. Những nhân tố is là những nhân tố bí ẩn mà chúng ta cần phải tìm kiếm thực lực bên trong. Họ đang sở hữu những gì mà dám bước đến đây để khiêu chiến những con người đã vượt qua vòng 2 của Siêu Trí Tuệ Việt Nam, phải không ạ? Anh Sâm, ở cái phần trước mình có những hoài niệm về thời thanh xuân, về búp bê Nga,
thì không biết là lần này anh có hy vọng một cái điều gì sẽ xảy ra với anh nữa không ạ? Tôi luôn luôn thích sự bất ngờ. Và cái sự bất ngờ đấy nó tạo ra bởi những cái người mới đến khiêu chiến mà chúng ta chưa biết họ là ai. Cho nên là ban nãy tôi rất tâm đắc với Tóc Tiên. Đa phần khán giả truyền hình họ đang muốn xem lại những người mà họ đã thần tượng. Họ đang muốn xem những cái tảng băng lớn đấy nó va vào nhau thì nó sẽ như thế nào, kết quả ra làm sao. Và tôi tin chắc là không chỉ Tóc Tiên đâu, khán giả truyền hình xem cũng sẽ thay đổi cái quan niệm đó. Và đó là một cái thay đổi hoàn toàn là hợp lý và chính đáng. Rất mừng là hôm nay biết là Tóc Tiên em không phải là một người bảo thủ, một ca sĩ cấp tiến. Và báo trước cho hai vị biết là ngày hôm nay người đến đây để thách thức là những người rất trẻ tuổi, chỉ tròn đôi mươi mà thôi. Cho nên hãy chờ đợi nha. Vâng. Còn anh Dương Anh Vũ thì sao ạ? Thì anh đánh giá một lần nữa là cái chất lượng thí sinh năm nay so với năm ngoái thì anh có một cái nhận xét chung nào không? Mình đánh giá cao cái thái độ của các bạn mùa 2. Các bạn chủ động đến với một cái thái độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng bước lên sân khấu, sẵn sàng chứng tỏ mình. Dạ vâng. Còn anh Trần Thành Nam, sau vài số phát sóng thì dạo này thấy là anh có cái dấu hiệu muốn trở thành rapper, đi vào những câu nói trending. Vì sao năm nay anh lại đến với chương trình một cách trẻ trung và hiện đại như vậy? Tại vì là càng đi với cả Siêu Trí Tuệ nó càng cho tôi có những cái cảm giác mà nói thật sự là khủng hoảng, amazing, good job, hoặc là rất là tự hào. Vâng. Không ở đâu mà cho tôi được có những cái cảm giác căng tràn như thế này. Năm từ thôi anh ạ. Chúc mấy nè. Mạnh liệt Trí Tuệ Việt. Ghê chưa? Dạ. Bây giờ là các nhãn hàng quảng cáo là phải mời anh Nam ra để nghĩ slogan cho người ta. Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay cho một tinh thần rất là amazing của anh Nam. Good job anh Nam. Dạ vâng. Và thưa quý vị, với những gì mà chúng ta chờ đợi chắc chắn sẽ không thất vọng nếu như các đối thủ đều mang đến cho chúng ta những điều mà chúng ta thật sự kinh ngạc. Và điều đó sẽ xuất hiện ngay sau vài phút giải lao. Quý vị đừng chuyển kênh nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu ngoạn mục giữa những con người có thể nhìn thấy những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy. Trước mặt không biết là quý vị có nhìn thấy 200 viên gạch này hay không? Anh Sam thấy không ạ? Có. Đó là những điều chúng ta nhìn thấy. Chúng ta sẽ không được nhìn thấy những chi tiết đặc biệt trên viên gạch đó nếu chỉ qua quan sát thông thường. Nhưng hai nhân vật sau đây có thể thấy được điều đó. Xin giới thiệu Thái Tân và Đức Giang. Đức Giang, chàng trai đến từ Hà Nội, đã chứng minh năng lực tư duy không gian của mình thông qua thử thách origami biến hình với độ khó được đánh giá là không tưởng, đã mang về số điểm thuyết phục 135 điểm. Thái Tân, chàng trai đến từ Ninh Thuận, cũng không kém cạnh khi sử dụng độ thần sâu của thị giác để tìm được ô tọa độ trong 28 triệu điểm màu khác nhau với thử thách điểm ảnh phát sáng. Chàng họa sĩ 3D này đã chinh phục thành công thử thách khiến nhiều người kinh ngạc và nhận được số điểm 135 đến từ ban giám khảo. Hôm nay, hai tuyển thủ sẽ có một màn giao chiến khốc liệt để giành lấy tấm vé bước thẳng vào đêm chung kết. Ai sẽ là người chứng minh được năng lực thật sự của mình ngay trên sân khấu này? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đúng là đợt này trở lại ai cũng đẹp trai hơn. Sáng sủa. Em được tăng lương chưa? Bữa anh bơm em quá. Cũng thế. Cũng thế. Còn em thì sao? Cuộc sống em bây giờ thế nào? Anh thấy em có vẻ gầy hơn. À vâng, đợt này em cũng lao lực. Suy nghĩ quá à? Em phải luyện tập những cái phần đi về không gian các thứ để bổ trợ cho thử thách này. Luyện tập phải ốm luôn hay ha. Em có biết về đối thủ của mình trước đó chưa? Em cảm thấy cái khả năng phân biệt thị giác của Tân cực kỳ là mạnh. So với cả năng lực ở vòng 1 của em thì khả năng của em và Tân gần như là hai mặt khác hoàn toàn với nhau. Thực ra là Tân rất là bất ngờ khi mà
nghe hai cái tên này kết hợp với nhau là bởi vì ở vòng loại có vẻ như là hai phần thi của hai bạn không liên quan gì tới nhau lắm. Tiên cũng không biết rằng là đề bài mà Siêu Trí Tuệ Việt Nam sẽ đưa ra cho hai bạn này là gì, hai bạn này sẽ thi đấu với nhau là gì. Cái khả năng tụi em nó khác nhau cụ thể ở cái điểm nào? Đối với em thì em sẽ dùng phương pháp tưởng tượng, còn Giang thì dùng suy luận. Ừ, có nghĩa là cùng một đề. Dạ vâng. Mà hai cách giải ấy, đúng không? À, điểm chung của hai bạn này đó là về năng lực tưởng tượng trong không gian, về tư duy trong không gian. Có thể nói là ở Siêu Trí Tuệ mùa 2 á, chúng ta gặp được rất là nhiều những cái nhân tài chuyên về cái năng lực này. Với cái phần thi này, mọi người có thể nghĩ là cái khả năng về quan sát của Tân có thể chiếm lợi thế hơn. Thế nên là em cũng rất muốn thử với cái khả năng về không gian, em sẽ dùng một cái cách giải khác. Thì liệu rằng cái cách giải đấy có tối ưu hơn là cách giải của Tân hay không? Họ sẽ thi đấu như thế nào? Mời quý vị xem qua đoạn video clip sau đây. Đá ong có tên khoa học là laterite, một loại đá được tạo ra từ sự phong hóa rất mạnh của đá mẹ nằm ở bên dưới, thường có màu vàng và nâu đỏ bởi nó chứa hàm lượng oxit sắt rất cao. Thành phần cấu tạo chủ yếu của đá ong là từ nhôm và sắt. Mỗi viên đá ong sau khi chế tác sẽ có cấu trúc bề mặt thiên biến vạn hóa với những cấu trúc lỗ, vân đá vô cùng phức tạp và còn rất ít sự khác biệt. Loại vật liệu đặc biệt này đã ngấm sâu vào các công trình kiến trúc có từ hàng nghìn năm và mang lại một vẻ đẹp rất riêng cho mỗi công trình. Để có được số lượng đá phục vụ cho hạng mục thi đấu lần này, các chuyên gia của Siêu Trí Tuệ Việt Nam đã có mặt tại huyện Thạch Thất, Hà Nội để tìm và lựa chọn một cách sát sao 100 viên đá ong từ hơn hàng ngàn viên đá đã được chế tác. 100 viên đá đạt yêu cầu ngay lập tức được đóng gói và vận chuyển thật cẩn thận từ huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Hai tuyển thủ sẽ cùng nhau thử thách năng lực siêu việt của mình với thử thách mang tên tư duy thị giác. Trên sân khấu có 100 viên đá ong. Mỗi viên được cắt đôi thành hai viên nhỏ và sắp xếp vào hai cột A và B với số thứ tự tương ứng từ 1 đến 100. Giám khảo sẽ chọn 3 viên bất kỳ cột A và bố trí giữa sân khấu. Trong 60 phút, tuyển thủ dùng năng lực quan sát và ghi nhớ hình dáng và cấu trúc của 3 viên đá được chọn và nhanh chóng tiến đến cột B để truy tìm một nửa còn lại trùng khớp tuyệt đối với cột A. Ưu tiên độ chính xác, tuyển thủ nào có số lượng chính xác nhiều hơn sẽ chiến thắng. Trong trường hợp số lượng bằng nhau, tuyển thủ dùng ít thời gian hơn sẽ là người thắng cuộc. Luật chơi của thử thách tư duy thị giác quả thật là quá khó. Các thí sinh của chúng ta đang phải phân tích được hai mặt cấp A và B được cấp ra từ một cái cục đá. Và rõ ràng là nếu như mà bộ não chúng ta là bộ não thông thường thì thôi, chúng ta hãy quên đi. Không thể nào mà có thể nhận diện ra và nhớ chính xác để đi tìm mà ráp được. Bởi vì trong viên đá thì có các cái hốc đá, khi mà cắt ra là nó to nhỏ khác nhau và nó không theo một cái nguyên tắc nào hết. Vì vậy nó tạo ra một cái độ khó rất là khó. Và nếu hôm nay các em mà có thể vượt qua được cái thử thách này thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ rất là tự hào vì có những cái bộ óc siêu phàm. Và tôi chúc các em sẽ thành công. 100 viên bên này, có một nửa nằm ở bên này nhưng không theo thứ tự. Chúng tôi đã đổi tùm lum tà la hết rồi quý vị. Và ban giám khảo sẽ chọn ra 3 viên bất kỳ ở dãy A này. Và đó là đề thi của các bạn. Sau đó chúng tôi sẽ dùng 3 viên bất kỳ khác, chúng tôi để lại vô 3 cái ô đó để các bạn không biết là chúng tôi đã chọn 3 viên nào. Xin các giám khảo cho biết về suy nghĩ của mọi người ạ. Ekip Siêu Trí Tuệ của mình quá là công phu, một tràng pháo tay cho ekip được không ạ? Và ban biên tập. Trời ơi, cái gì đâu mà vận chuyển từ Hà Nội vô đây. Điều đó chứng tỏ rằng là không chỉ là cái sự công phu dành cho Siêu Trí Tuệ Việt Nam mà còn là một sự trân trọng dành cho hai bạn thí sinh đang có mặt ở đây. Vì vậy mà hai em phải chứng minh rằng là mình xứng đáng. Đúng, tại vì không thôi chúng tôi có thể mua thang tổ ong. Đúng ạ, nhưng không, chúng tôi phải làm những cái điều gì đó nó hơi giá trị một tí để dành cho cái phần thi ngoạn mục này. Tất cả những cái viên đá ong này nó hình thành do cái quá trình phong hóa, cho nên là thời gian rồi là cái viên đá mà nó ở cùng một chỗ ấy thì nó cực kỳ giống nhau về cái độ dày hay là về cái quặng đất và cái hoa văn của cái quặng đất đấy. Bên cạnh đó thì quan sát một viên, nhưng mà không phải là trí nhớ ở đây là chúng ta nhớ như chụp ảnh cái viên đấy đâu, mà mình còn phải tư duy không gian, tức là nhìn cái mặt
đối diện của nó như nào. Giống như là chúng ta nhìn một cái hình ảnh, sau đó chúng ta phải nhìn nó qua gương ấy, tức là biến nó trở thành một cái hình ảnh đối diện để mà tìm kiếm ở cái cột bên cạnh. Cả hai người đều có cái điểm mạnh và điểm chung để tham gia được cái thử thách này, suy luận không gian, và cũng cần cả cái năng lực tưởng tượng. À, tôi xin lưu ý với quý vị rằng là cái chuyện mà trong cùng một cái miếng đá mà cắt ra làm đôi, bản thân hai cái miếng nó đã khác nhau một tí rồi, cho nên để mà hệ thống nó lại cũng là một vấn đề nan giải đó. Anh Dương, anh Vũ, anh thấy sao ạ? Khi mà anh khai thác nó lên ở một cái vùng bùn á, thì anh cầm nó giống như một miếng bùn bình thường vậy, nhưng khi anh phơi khô nó thì nó cứng y như vậy, không cần phải nung. Đó là lý do tại sao người bản xứ họ sử dụng cái này thay cho gạch. Và cho dù dùng cái lưỡi cưa tinh vi đến đâu thì cắt cái viên đá này nó cũng sẽ làm cho viên đá này lệch mất 3 ly. Bởi vì cái lưỡi cưa 3 ly á, nó bào mòn, cho nên những cái bề mặt vật chất của hai viên đá nó sẽ bị mất đi. Cho nên đôi khi nhìn hai cái mặt đá nó không có tương đồng với nhau. Nguy hiểm nhất là khi anh cắt ngay cái mép lỗ của nó. Có nghĩa là nửa viên đá này nó sẽ chứa toàn bộ cái lỗ, nửa viên đá này không thấy cái lỗ đâu hết. Nếu anh cắt ngang cái lỗ đó thì hai bên lỗ nó đều nằm ở hai viên đá, thì anh có thể nhìn viên đá này, anh có thể nhận xét viên đá này. Còn nếu mà cắt ngay mép thì bó tay. Cho nên cái độ lệch của các viên đá rất lớn. Đó chính là cái không gian mà các bạn cần phải tưởng tượng ra và phải suy luận để có thể tìm ra được cái mảnh ghép chính xác. Tôi có cảm giác là năng lực của hai bạn nó không có đảm bảo để cho hai bạn có thể thực hiện thành công cái phần thử thách này. Bởi vì nó mang tính chất bất khả thi rất là cao. Không chỉ đơn thuần là bạn có khả năng quan sát hay là khả năng siêu tưởng thì bạn có thể nhận diện được hai viên đá ong cùng một viên cắt ra. Dạ vâng, anh thấy khả năng bên nào đang chiếm ưu thế? Trên thực tế Thái Tân có ưu thế hơn. Nói riêng về mắt, anh hãy nhìn bạn Giang với nhìn mắt của bạn Thái Tân, là mắt bạn Giang hơi hiếp hơn. Có thể là quan sát thì nó sẽ không ok lắm. Em có thấy cái đó là điều bất lợi của em không? Em đến đây để chứng minh là mắt một mí nhìn thấy điều phi thường. Tạm dự đoán đi, thì Tiên có cảm giác là Đức Giang có một cái độ chắc chắn cao hơn so với Thái Tân. Cái đó là cái cảm tính của Tiên nghĩ là như vậy. Anh Sâm thì sao ạ? Có cảm giác như đây không đơn thuần là một chương trình giải trí về trí tuệ mà nó còn phổ biến kiến thức rất là nhiều. Các bạn của cái ekip sản xuất kỳ công tới mức mà tới tận Thạch Thất Hà Nội, tôi phải nói thật, cho tới hôm nay tôi xem những cái gì mà các bạn giới thiệu về cái đá này tôi mới biết về nó. Và các bạn năm nay đề cao rất nhiều những kiến thức về văn hóa, về lịch sử, về nghệ thuật của Việt Nam. Và cái đấy ấy, nó tăng thêm cái giá trị của chương trình siêu trí tuệ. Nói chung là cái tâm của cái những người làm ở chương trình này nó không chỉ là sản xuất một chương trình truyền hình nữa rồi. Họ rất là tận tâm. Và nãy Tóc Tiên có nói là đấy là sự trân trọng với những tài năng của Việt Nam. Tôi cho rằng cao hơn, đấy là sự trân trọng tới bất kỳ một người Việt Nam nào xem cái chương trình trí tuệ Việt Nam này. Bởi vì giới thiệu đến đây rất nhiều thứ ngoài những cuộc thi về siêu trí tuệ. Rất cảm ơn các bạn thật nhiều. Đó là lý do vì sao mà chương trình luôn có mặt trong Top Trending. Em tự tin khoảng bao nhiêu phần trăm trước năng lực của đối thủ của mình? Em nghĩ là cuộc đấu này là sòng phẳng và 50-50 thôi ạ. Ở ngoài đời em với Tân khá là thân, nhờ cuộc đấu này mà bọn em kết giao được và chia sẻ được rất nhiều thứ. Nhưng mà hôm nay tôi mong muốn là trận này tôi với ông sẽ đấu hết sức để có một trận thi đấu đẹp, cống hiến cho khán giả, và mục tiêu là sẽ phải ưu tiên tìm 3 viên. Em nhìn vô mắt em muốn nói gì với Giang? Mục tiêu của tụi em đến bây giờ đó là phải hoàn thành được cái thử thách này một cách công tâm và thuyết phục nhất cho mắt khán giả. Còn việc thắng thua bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà có muốn nói gì không? Hãy chơi hết mình. Tuyệt vời. Nói chuyện vậy là được rồi, ngắn gọn thôi. Bản thân Tiên thì cảm thấy rằng đây là một cái phần thi cực kỳ gay cấn và rất là khó để mà biết được là ai sẽ nhỉnh hơn ai, hầu như là ngang tài ngang sức. Và bây giờ mời hai bạn gửi lại chiếc cúp danh dự cho hai giám khảo khoa học Trần Thành Nam và Dương Anh Vũ, sau đó tiến về ghế khiêu chiến. Xin mời. Nói về đá mà cứng cáp như những người đàn ông của chương trình, mời ba người đàn ông lên chọn cho tôi 3 viên đá cứng như các anh. Bắt đầu bằng anh Trần Thành Nam. Đầu tiên em định chọn đá à? Cho đi nó thiệt luôn. Tôi tự nhiên nhìn thấy ở trong một hàng, cả về cái đường vân ở các cái góc, các cái mép, nó hoàn toàn là tương tự như nhau, thì sẽ dẫn đến những cái sự khó khăn cho bạn ấy. Đấy chính là lý do mà tại sao tôi chọn cái viên đá số 80. Mời anh Sâm.
Đây là một thử thách rất là khó. Nếu như mà cái vật dụng bình thường không phải đá ong ấy, thì nó có những cái đường nét nào đấy để có thể mình ghi nhớ. Tôi nhìn các cái tảng đá ong 100 cái bên này với 100 cái bên kia như nhau, hoàn toàn chỉ dựa vào những cái đường nét không có căn cứ nào cả. Nếu như mắt thường chúng ta nhìn. Và mời anh Dương Anh Vũ. Tôi có ý đồ khi mà chọn một nửa viên đá đó, đơn giản là bởi vì trên cái mặt phẳng của nửa viên đá đó nó rất ít lỗ, và khi nó càng ít lỗ thì nó càng có ít khả năng nhận diện cái mặt đá còn lại. Anh, em vẫn không hiểu được đoán bằng kiểu gì. Đề thi này thì liên quan gì đến những viên đá tổ ong? Những cái đường cắt, những cái vết cắt đó, rồi những cái lỗ gọi là đúng kiểu là tổ ong trong đó thì nó sẽ hình dung như thế nào? Quá là mông lung đi. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ lắp lại 3 chỗ trống bằng 3 viên đá khác. Đảm bảo là thí sinh sẽ không biết chúng tôi đã lấy 3 viên đá ở vị trí số mấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của các thí sinh. Các em sẽ quan sát, tìm và ghi đáp án mình vào bảng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, giống phần thi hợp sức quá. Có đang thi không vậy chà? Hai đứa nó có hợp lại tìm. Hai chàng trai này rất là dễ thương luôn, thi đối kháng nhưng mà cảm giác giống như là đang thi đồng đội vậy đó. Mục tiêu của các bạn là giải được cái đề thi này chứ không phải là tớ thắng cậu hay là cậu thắng tớ. Khi mà bắt đầu tìm kiếm thì mình quan sát tổng thể 3 viên và loại suy để tìm ra những cái viên mà na ná giống, thì mình sẽ giảm cái phương án lựa chọn của mình xuống thấp nhất có thể. Cái viên gạch dài này cắt đôi ra cho nên nó phải dựng lên để nó nhìn cái mặt cắt. Đầu tiên thì mình sẽ quan sát màu sắc của đá, độ mới hay là cũ, độ hỏng của nó nhiều hay ít. Các họa tiết và hình dạng rất giống nhau trên mỗi viên đá đang gây cản trở khá lớn cho các tuyển thủ trong việc quan sát. Thí dụ như đó là một cái vết cắt mang tính chất đối xứng thì nó có thể suy ra được cái mặt bên kia nó là cái gì. Nhưng mà đằng này những cái viên đá hoàn toàn không đối xứng với nhau. Đức Giang hình như là bạn ấy không chỉ nhìn bốn cái cạnh đó thôi mà bạn ấy còn nhìn cả mặt trước mặt sau nữa. Thì bản thân Tiên cũng thấy hơi thắc mắc, không biết nhìn mặt trước mặt sau để làm gì trong khi cái mặt cắt của mình nó chỉ nằm ở một trong bốn cạnh. Ngay từ ban đầu mình không biết mặt nào là mặt cắt với cả mặt A, thế nên là mình phải quan sát bốn mặt cộng với cả hai mặt AB. Như vậy thì nó mới có đủ dữ liệu. Khi mà cái lưỡi cưa liếm vô thì mất một số nét, nhưng trên thực tế là phải nhớ nguyên cái mặt đá luôn. Cho nên đôi khi nó mất một số cái nhưng nó vẫn còn một số cái trên mặt đá kia. Đá ong lần này nó có diện tích quan sát lớn hơn rất nhiều, cộng thêm với cả sai số và sức mẻ trong quá trình di chuyển, nó tạo nên những cái biến số ở hai mặt quan sát. Cái loại này thì là nó giàu oxy sắt cho nên nó mới có màu đỏ, tại vì nó ở cùng một cái mỏ, cùng ở một cái vùng đất, cùng một cái tầng ấy. Thế cho nên là về cơ bản là nó cũng không có khác nhau nhiều lắm, kể cả về màu sắc luôn. Không có nhiều cái điểm để mà có thể nhận ra được, mà nó chỉ là nhận diện về gọi là tất cả các chi tiết ở trên đấy. Nó có đường vân và mình nhìn thấy cái mặt đối xứng qua cái lưỡi cưa bị cắt ấy, đúng không?
Mình cứ tưởng là cắt cái mặt hình vuông ấy, tức là nó là một cái viên khối hình vuông, dạ, cắt đôi ra thì nó dễ hơn đúng không? Nhưng mà đây là nó là cắt cái mặt cạnh. Đây là nó là một cái khối chữ nhật, để xong rồi cắt đôi ra thành hai hình đúng vuông rồi, đúng không? Thành hai vấn đề là các cậu không biết được là cắt ở đâu, đâm ra là phải xem không biết cắt mặt nào. Như mặc dù là ba viên này nhưng mà bạn ấy xem mà phải xem 12 mặt, tại vì một viên nó sẽ đúng là bốn cái mặt. Xem 4 mặt. Với cái khả năng ghi nhớ hình ảnh, các bạn phải so sánh bốn mặt của viên đá hình vuông đấy với bốn mặt của từng viên gạch trong hàng B, có nghĩa là 400 mặt. Trông thì nó ít nhưng mà cái nhận diện thì nó phải đến mức như vậy. Theo cái cách nhìn của một người bình thường như Tiên thì dĩ nhiên là đây là một cái phần thi rất là khó. Bởi vì mình nhìn vào mình không hiểu cái kết cấu của viên đá tổ ong đó. Mình không hiểu khi mà gọi là cắt đôi nó ra rồi. Mà nó không phải là cái trong hình học không gian đối xứng gì cả. Nó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Bên này tôi lấy bên này xong sang tôi tìm bên này, tôi thấy nó như nhau hết. Của mình nó thấy chỗ nào viên nào cũng giống bên của mình. Cái sai số cực kỳ cao là bởi vì với những người bình thường thì chúng ta thậm chí khi vừa mới nhìn một cái nửa bên này, bây giờ quay trở lại cái nửa bên ấy mình vừa nhìn mình đã quên rồi. Mà anh Sam để ý là không được dùng tay không để mà đụng lên mấy cái viên gạch này đâu, nó sẽ thay đổi, nó ảnh hưởng tới cái hình ảnh tụi nó hình dung trong đòn. Nhiều khi dấu vân tay kiểu cái độ mềm độ ấy, đúng nó rồi, nó sẽ lúng được, xuống nó khác hay nhau, cái gì đó. Cảm được bên này nó bên kia. Thời gian quan sát lâu sẽ dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin và độ minh mẫn sẽ giảm đi đáng kể. Cả Đức Giang và Thái Tân phải rất vất vả để có thể đưa ra được đáp án chính xác cho mình. Việc mà nhận ra đá quá sớm, đó là việc chơi chiến thuật tốc độ, điền đáp án mà mình nghi ngờ nhất, rồi sau đó là mình sẽ quay lại check sau. Có những cái viên gạch em cứ tưởng phải bốn cạnh vuông vức nhưng có những viên nó bị lẹm luôn đúng không? Thì nó bị cắt, nó bị vỡ như thế đó. Chơi khó gì ai chơi được. Lớp đất đá nó vụn, nó không đủ độ bám dính. Nó dẫn đến cái việc cái lỗ ở bên mặt còn lại nó có thể bị lở ra to hơn rất nhiều so với cả mặt A. Vì vậy đây là một nhiệm vụ rất khó. Chạm tay gõ để này, cậu hình dung tưởng tượng ra những cái đây, gì này, đây. Đang tưởng vẽ hay là con chó đi đâu hay cái gì là tưởng tượng. Đấy là lúc mà mình bắt đầu chia tỷ lệ đặc điểm của nó ra thành 4 phần. Sau đó là mình sẽ kể một cái câu chuyện trong cái cục đá đó, đó là những đặc điểm đó nó sẽ đặt ở đâu trong một bức tranh. Và từ đó là mình sẽ lấy những thông tin đó và đi tìm. Đành rằng biết là các bạn có những nguyên tắc, ví dụ như tưởng tượng như những cái con gì đấy. Nhưng mà hai cái vết cắt thì con gì tôi cũng không hiểu. Nói chung là có những cái mà mình không thể hiểu được cho đến giờ, mình chỉ biết chứng kiến và há hốc mồm để xem. Đúng kiểu nhìn giống như trong mình xem phim viễn tưởng mở ra. Cái này đúng là như kiểu viễn đúng tưởng. Đúng không anh? Kiểu Iron Man nhưng đấy, chỉ rõ gì rõ, khác gì đâu. Cậu lại nhầm. Cậu như cậu sửa lại nào. Check lại đáp án. Có thể giảm giúp em cái đèn đỏ này được không ạ? Ngoài cái chuyện là vận dụng trí não thì các bạn còn bị ảnh hưởng rất là lớn bởi cái môi trường xung quanh. Ví dụ như là studio ghi hình, rồi khán giả, thậm chí là cả ánh sáng của trường quay, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hình tượng mà các bạn nghĩ ra. Những viên đá được hướng vô kệ, nó bị tối, nó biến những màu sắc khác dìm xuống. Mình phải mất thời gian để mình cầm, mình đưa ra ánh sáng lại thì nó lại ra một màu khác. Chính vì vậy thì nó gây rất nhiều ảnh hưởng đến sự tập trung của mình. Các bạn ấy ví dụ như là sẽ phải phóng chiếu một cái hình ảnh nào lên trên cái mặt này là hạn để tưởng tượng. Viên đá khi mà đặt ở giữa trường quay ấy, có thể là ánh sáng nó chiếu vào sẽ làm cho viên đá tự nhiên là nó sậm màu lên, nó trở nên thành cái màu cam hơn. Và cái điều này sẽ gây ra những cái khó khăn cho những cái tuyển thủ trong cái quá trình mà nhớ tưởng tượng lại xem là mặt cắt của viên đá đấy là như thế nào.
bản thân Đức Giang cũng không thể hiện được hết cái khả năng quan sát của mình. Anh chỉ có thể quan sát được những vật thể khi nó đầy đủ chi tiết. Đằng này á, là bản thân cái lưỡi cưa Bali đã làm xóa mờ đi rất là nhiều chi tiết rồi. Mình quyết định chọn số 68 vì mình thấy cục đó nó có nhiều khả năng tương đồng nhất với đề mà ban giám khảo đưa ra. Tiên thấy là các bạn bôi xóa gạch rất là nhiều, tức là một cái viên gạch đó các bạn có rất là nhiều đáp án khác nhau. Điều đó thể hiện là cái phần thi này nó không hề dễ dàng mà nó quá mông lung đi. Chúng ta có thể là nhìn thấy là Đức Giang là cũng gặp những cái khó khăn, cho nên là bạn ấy đưa ra các đáp án, sau đó lại gạch đi, đưa ra đáp án lại gạch đi đến 4 lần. Chênh nhau chỉ có 6 giây thôi, thưa quý vị. Phải tập trung cao độ và phải xác định rằng là đây là cuộc chiến đối đầu, cho nên là ngoài chuyện khả năng của mình ra còn phải tính đến chuyện thời gian làm sao để có thể chiếm ưu thế trước đối thủ. Và cái đấy nó tạo ra áp lực, những cái điều khó khăn hơn là bình thường các bạn ấy một mình các bạn thể hiện. Trên nhau 6 giây đồng hồ, thua cái này mới không cam tâm nè. Ây chà 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 chà, em có tự tin với đáp án của mình hay không mặc dù bấm trước? Thật sự thì em không hoàn toàn chắc chắn lắm với cả kết quả của mình ạ. Còn em bấm sau nhưng mà em có chắc chắn với kết quả của mình không? Em tự tin với đáp án của mình nên em nghĩ là mình sẽ đầu tư vào chất lượng hơn là thời gian. Câu này cũng đồng nghĩa với việc có vẻ là đáp án bên này nghĩ là chắc hơn đáp án bên kia. Vậy sổ em trước. Các cô thư ký cho tôi 3 cái số thứ tự ở khu A. Thưa quý vị, đây là số thứ tự của 3 viên gạch ở khu A. Và khi các bạn sổ số là số mấy thì chúng tôi sẽ mang cái viên gạch của cái ô số mà các bạn đã chọn đến đây ráp thử để xem hai cái viên gạch này nó có trùng khớp với nhau hay không. Và ở đằng sau cái viên gạch ở khu B nó sẽ có cái con số tương đương với cái số đúng này ở viên gạch khu A, bởi vì chúng đã được cắt ra làm đôi trước đó. Thưa quý vị, để tạo thêm kịch tính cho chương trình, chúng tôi sẽ cùng sổ hai cái đề cùng một lúc. Nếu như hai đáp án là giống nhau thì chúng tôi chỉ lấy một viên gạch ở khu B qua để đối chiếu mà thôi. Nhưng nếu hai đáp án là khác nhau thì chúng tôi lại lấy hai viên gạch. Viên gạch của ai đúng thì người đó sẽ nhận được kết quả. Bây giờ cùng sổ đáp án đầu tiên. Với viên gạch số 1 thì theo các bạn nó đang nằm ở vị trí nào của khu B? 1 2 3 Tân chọn 68, Đức Giang chọn 21. Ồ, đã có khác. Khác. Là hai viên gạch khác nhau thưa quý vị. Chúng ta cùng đi lấy gạch. Khó quá. Chúng ta sẽ sổ người có thời gian dài hơn trước. Xin mời Tân. Cái độ khó nó còn thể hiện cái chuyện mà để cho hai bạn tự ghép hai cái khối đá lại với nhau hoàn chỉnh nhất thì cũng phải mất một chút xíu thời gian để mà chọn cái mặt cho đúng để mà lắp lại. Em thấy nó khớp không cưng? Khi mà mình ướm vô á, nó thật sự khớp nên mình rất là tự tin với cái đáp án đó. Phần trăm cao là đề số 1 sẽ đúng. Thưa quý vị, hiện nay cái viên gạch này mà Tân chọn là cái viên ở ô 68 của khu B. Nhưng dĩ nhiên đây là thứ tự đã được tráo trước đó. Vậy cái viên 68 này, vị trí ban đầu của nó có phải là một nửa của viên 80 bên này hay không? Chúng ta cùng sổ.
không, 12. Chính xác thưa quý vị. Đó là viên 62. Tiếp tục, mời Đức Giang. Ui, đúng rồi. Wow, khích hơn hẳn. Vô không? Hai cái mặt của viên đá đó ghép lại với nhau ở phía trong, mình nhìn ra ấy, hoàn toàn trùng khớp. Trong thoáng chốc mình đã có một tia hy vọng về đáp án của mình. Ở vị trí 21 ở khu B, liệu có phải là một nửa của viên 80 của khu A hay không? Sáu mươi lăm. Vẫn không chính xác thưa quý vị. Thôi chết rồi. Ngay cái đầu tiên mà đã bị mất đi một cái lợi thế rồi. Khó quá. Thực sự lúc đó tôi và các giám khảo rất là hoang mang. Chúng tôi có cảm giác rằng cái phần thi này nó sẽ không có ai có thể chọn được đáp án đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ sổ số đúng của viên gạch này. Hiện nay nó đang nằm ở vị trí nào ở khu B? Giúp anh nhé. Có gì đó liên quan hơn một tí rồi đó. Chúng ta đến với cái phần sổ đề dành cho viên đá số 2. 1, 2, 3. Tiên nhìn thấy được cái sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của hai bạn luôn. Không biết có hoàn thành được cái thử thách này hay không. 55. Chắc cước cao hơn rồi. Khi mà sổ đáp án ra, mình và Giang đều có chung đáp án thì mình rất là tự tin với việc đây là một đáp án đúng. Nhưng một phần lo sợ hơn đó là mình bị thua thiệt về thời gian. Cứ dính đến tôi là mày. Tôi khẳng định chắc chắn đúng. Đây là viên đá của anh Sâm. Lại còn bị bẻ một góc nữa chứ. Kệ. Vậy mà nhìn vẫn ra chứ. Vẫn ra. Hay thiệt. Và... gạch anh Sâm mặc dù bong tróc nhưng mà hiệu quả cao. Nhưng mà kể cả trong cái chuyện là các bạn có năng lực về tưởng tượng tư duy không gian hay là cái độ quan sát tinh tế hay là cái độ siêu trí nhớ các bạn ấy, thì mình cũng không thể hiểu được cái cơ chế để các bạn ấy có thể tìm ra. Thưa quý vị, ở phần thi vừa rồi hai bạn đều có đáp án đúng nên mỗi người được một điểm. Thực sự chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm và chúng tôi tin rằng phần thi này kết quả sẽ nghiêng về đối thủ mà có chiến thuật cũng như là có cái tâm lý ổn định nhất. Và bây giờ sẽ là đáp án dành cho viên đá số 3. 1, 2, 3. Bạn Tân chọn viên số 91. Giang sau nhiều lần suy nghĩ chọn viên 29. Nói thật luôn nha, để bản thân Tiên lúc đó Tiên cảm thấy hơi hoang mang, hoài nghi. Tiên sợ là hai bạn không có làm được cái thử thách này. Trận đấu gì hồi hộp dữ vậy ta? Căng não quá. Tới giờ này mà vẫn còn hồi hộp. Quyết định. Kể cả việc mình có bấm chuông trước hay không thì nó cũng không quan trọng nếu đáp án thứ 3 mình sai. Vậy nên là mình rất là lo lắng khi mà thấy sự tự tin ở bên đối thủ của mình. Hai kết quả là khác nhau. Như vậy chỉ có thể một đúng, một sai.
Hoặc nếu như sai hết, chúng ta sẽ xét lại ở kết quả vòng 2, ai có thời gian nhanh hơn người đó thắng. Và bây giờ hãy cùng xem. Mời Đức Giang. Viên 29 của khu B có phải là một nửa còn lại của viên 72 ở khu A hay không? Tôi tin là một nửa viên đá mà tôi chọn cho Thái Tân và Đức Giang. Nó là một trong những nửa viên đá khó nhất, bởi vì cái chi tiết ở trên nửa viên đá nó rất là ít. Vừa hòa thực sự là một thử thách khó mà Đức Giang bằng cái việc là quan sát kỹ hơn cả 6 mặt đã may mắn giành chiến thắng ở trong cái hạng mục này. Một phần thi đấu nghẹt thở thưa quý vị. Wow, tôi không thể tưởng tượng được là với những cái viên đá như thế này, quý vị coi cái mặt cắt của nó nè, làm sao quý vị biết là một nửa này có đi liên quan đến một nửa này. Đây, chúng ta so hai cái mặt cắt của nó nè. Làm gì có cái gì liên quan. Ở đây nó có cái lỗ to nè. Đây. Nhưng mà cái lỗ bên này nó lại nông hơn, bên này nó sâu hơn. Nếu không tưởng tượng giỏi làm sao biết được nó là của nhau. Vâng, đó là những gì mà người ta gọi là siêu trí tuệ Việt Nam. Xin các vị giám khảo cho ý kiến qua phần thi vừa rồi. Mời anh Sam ạ. Tôi dùng mình từ nãy giờ. Vâng. Đành rằng là bạn ấy có cái tư duy không gian rất là tốt. Nhưng ở cái phần thi này ấy, gần một tiếng đồng hồ các bạn ấy tìm, và cuối cùng bạn tìm được chính xác trong số 100 cái viên gạch này. Không tin được dù đó là sự thật. Dễ sợ thiệt. Em có tin vào những gì mình vừa làm được không? Thực sự mà nói thì lúc mà bắt đầu làm ấy, hơi gặp khó khăn cho em trong cái việc mà có cái ánh sáng nó không thuận lợi, có cái ánh đỏ hắt xuống, thế nên nó làm cho những cái mảng màu ở trên viên gạch nó bị mất hết đi và nó chỉ còn hiện lại màu cam và màu nâu ở trên viên đá thôi. Thế nên nó khoảng tầm 20 phút đầu là cái ánh đèn đỏ đấy nó gây, em nghĩ là cho cả em và Tân khá nhiều khó khăn trong cái việc tìm. Tôi muốn hỏi một chút về chiến lược của hai bạn nhé. Thái Tân là thường là nhìn luôn cả bốn cái mặt cắt của cái viên gạch hình vuông, nhưng mà Đức Giang ngoài cái việc là nhìn bốn cái mặt còn nhìn cả trước sau nữa, thì lý do gì khiến cho Đức Giang lại phải quan sát thêm cả cái mặt trước và mặt sau của cái viên gạch này? Khi mà làm thì em sẽ nhìn mặt trước mặt sau để rút ra một số kết luận, ví dụ như mật độ của các lỗ về màu sắc. Từ đấy thì em sẽ làm một phép loại suy, thì ví dụ từ 100 mảnh thì em sẽ rút xuống còn độ khoảng 10 viên đổ lại. Sau đấy em sẽ bắt đầu nhìn những cái mặt cắt để mà tìm trong cái 10 viên đấy. Ừ đó, hiểu đó. Nghe nó cứ khó thể nào mà tin được. Thì hiểu đó, nhưng mà ừ đó thì nói vậy đó. Em chia sẻ thêm về trong cách làm của em. Tức là thầy nhìn hai cái mặt ở đằng này, thì em nhìn cái mặt A, sau đấy thì em sẽ tưởng tượng ra là những cái đường nào là nó có thể xảy ra xu hướng tiếp diễn, có thể xuất hiện ở trên mặt B. Sau đấy em sẽ tưởng tượng ra các trường hợp là nó có thể đi lên, đi xuống. Và trời em ơi, sẽ dùng cái biến đấy để mà loại trực tiếp. Biến số. Dạ đúng, có nghĩa là vậy. Chúng ta nếu chỉ dựa vào những cái này để nối với cái này thì nhiều khi nó sẽ không đúng dữ liệu. Mà đúng, chúng ta rồi, còn phải dựa vào hoa văn của nó ở cái mặt liền nhau này nữa. Thành thử ra là phải quan sát 6 mặt lần đó. Cho chị hỏi là ở cái viên gạch đầu tiên á, khi mà sổ đáp án vậy, em có biết là mình đã chưa chính xác không hay là... Thực ra thì đến lúc mà ghép vào rồi em vẫn nghĩ là đáp án của em chính xác, do là cái mặt trước thì em không nhìn rõ, thế là không giống như cái mặt sau thì toàn bộ những cái đường liên kết gần như là trùng khớp, nó chỉ khác màu, ví dụ như kiểu bên này là màu vàng thì bên kia nó là sẽ là màu nâu đỏ, kể cả cái phần độ nứt vỡ các thứ của viên gạch. Có nghĩa là even là hai viên đá khác nhau
nhưng mà cái mặt cắt của nó vẫn khớp với nhau, nó chỉ khác cái mặt ở phía ngoài thôi, đúng không em? Nó chỉ chênh nhau một tí, là ví dụ như kiểu là em tưởng tượng hai mặt thì nó sẽ giống cái mặt đằng sau này, còn mặt đằng trước này thì nó không giống, thì đấy là trong quá trình mà cách đấy của em làm nó sẽ xảy ra sai sót. Tôi nói thiệt, hai bạn này mà cho một bịch bánh biểu ai đổi cái bánh nào biết luôn á. Em ngưỡng mộ phần thi của các bạn, kết quả của hai bạn đã thể hiện sự trân trọng đối với tất cả khán giả siêu trí tuệ trên khắp Việt Nam. Anh Dương Anh Vũ, anh nghĩ sao? Qua cái cách Thái Tân thực hiện thì anh tin rằng á, năng lực siêu tưởng của em không thể sử dụng trong phần thi này. Đơn giản là năng lực siêu tưởng á, là nó sẽ giúp cho bạn nhận diện cái mặt phẳng đó khi mà xáo trộn nó lại trong tất cả các mặt phẳng tương đồng với nhau. Ví dụ năng lực bạn ấy nó tương tự với năng lực của Tuấn Phi, thì Tuấn Phi sẽ cầm một cái tờ giấy, Tuấn Phi tưởng tượng và đặt cái con vật lên tờ giấy đó, rồi xong mang tờ giấy đó đi đâu đó, Tuấn Phi nhìn qua và Tuấn Phi nhìn thấy con vật đó và Tuấn Phi rút ra. Còn ở đây là bạn chỉ nhìn một mặt phẳng để bạn nhận diện cái nửa mặt phẳng còn lại của nó, cho nên trên thực tế người mà có năng lực siêu tưởng không thể phân tách cái con vật mà mình đã tưởng tượng ra ở trên hai bề mặt được. Qua cái phần thi của Đức Giang ở vòng 1 so sánh phần thi này, và rõ ràng nó cũng không nằm hoàn toàn vào năng lực của Đức Giang. Thật ra các bạn chơi cái trò chơi này phải dựa vào cái chiến thuật riêng của mình. Các bạn không được phép nhìn trước hai mặt, các bạn không được đặt bất cứ một cái gì lên trên đó. Các bạn dùng năng lực của mình chơi trò chơi này, đó là dùng bản năng. Vậy mà đúng, 2/3. Dạ, nên mới gọi là siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi tin rằng là các bạn, dù là ai chiến thắng, các bạn cũng có quyền tự hào về bản thân. Vì những cái điều này thật sự là không tưởng, nó là những điều bất khả thi, nhưng các bạn đã làm cho nó thành khả thi. Về mặt năng lực các bạn có thể như nhau, nhưng mà trong cái thử thách này, cái việc thắng thua ấy là do một chút may mắn, cộng với cả cái chiến thuật của ai có thể là phù hợp với cả cái thử thách hơn. Rất cảm ơn sự đóng góp của Thái Tân cho chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Anh cảm ơn em rất nhiều. Chúc cho em sẽ được tăng lương. Và một lần nữa thưa quý vị, người chiến thắng Đức Giang. Thưa quý vị, tôi vừa được thông báo là hôm nay có một người đặc biệt đã chứng kiến phần thi của Đức Giang từ nãy giờ, đó là mẹ của Giang. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ mẹ của Đức Giang. Dạ chào cô ạ. Xin hết à. Cảm ơn ban tổ chức. Chương trình nói run quá. Hôm nay gọi là em rất vinh dự được vào đây cùng với con, tại vì tập đầu tiên thì con nó giấu nhà đi thi ạ. Thì tập thứ hai thì nó mới báo là mẹ vào cùng với con. Sao thi mà phải giấu đấy? Do là em đang đi làm ở ngoài Hà Nội rồi, thế nên là công việc cũng đang ổn định. Tâm lý của ông bà là cứ sợ là cháu mình đi vào đây mà bỏ việc ở ngoài kia các thứ, nên em mới liều mình trốn vào đây để thi. Thi xong rồi đến cái hôm mà em về Hà Nội em cầm cúp, em mới nói cho cả nhà biết. Chị có cảm nhận được ở trong nhà con mình là một cái người có siêu năng lực à? Ra đường em là cá mập, về nhà em là cá con nữa. Tại vì là kiểu em với mẹ cũng ít có thời gian để chia sẻ các thứ. Ông bà ở nhà mà có xem được cũng mong là sau này thì cháu với cả gia đình thì có thể là mở lòng hơn, có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tại vì từ trước đến giờ thì ông bà với cả mẹ cũng quen cái kiểu là em làm trước xong rồi báo cáo sau, nên là gần như là rất có cái gì mà em có thể chia sẻ ngay lập tức. Từ nay về sau ra đường gia đình mình nở mày nở mặt lắm đó. Cảm ơn. Em cảm ơn. Trời ơi, tự nhiên trong hẻm bước ra ngõ 3 ngách 7 gì đấy Giang con bà Hiền, ôi trời, nó giỏi lắm. Lên Vũ Tuyến, lên là Siêu Trí Tuệ. Trời ạ.
cứ bảo là mày làm sao bằng con nhà người ta, thế mày chết. Bây giờ nhà người ta đã bảo đấy, bây giờ mày ngon thì bằng con bà Hiền. Thực ra thì mẹ cũng biết là con với cả gia đình cũng có nhiều bí mật mà con giấu, thì con tham gia chương trình này mục đích là con muốn chứng tỏ là bản thân mình đã bước một bước dài để trưởng thành. Thì con hy vọng là sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa. Dễ thương. Quá dễ thương. Vâng, từ nãy giờ tôi để ý em là em có những nghĩa cử rất là đàn ông. Và tôi tin chắc rằng là cái người phụ nữ sắp đến trong cuộc đời em sẽ rất là an tâm. Bởi vì có một người chồng đủ bản lĩnh, đủ đàn ông để chăm sóc cho cô ta. Chính vì điều đó, nhà tài trợ Mì Ba Miền sẽ khích lệ bạn bằng một giải thưởng 50 triệu hiện kim và sản phẩm Ba Miền tinh túy ẩm thực Việt. Tóc Tiên sẽ lên gửi tặng cho bạn món quà này. Vậy em phải làm gì để được cái quà này ta? Em phải ăn mì thật nhiều. Dạ, hai mẹ con đây, cùng mẹ cùng gần. Lần đầu tiên tôi muốn chị sẽ cùng con mình lên nhận lại cái cúp, cũng như một sự kết nối. Sau chương trình, hai mẹ con và những thành viên trong gia đình sẽ gần với nhau hơn, cùng nhau tận hưởng niềm vui và hạnh phúc này. Xin mời. Tôi đây thật vì thương, tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình, người ngứa xa ngứa nhìn. Tôi đây thật vì thương, tôi như một đóa hương dương. Khi ánh sáng chiếu vào, dặn ngỡ như ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu Mì Ba Miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Xin được gửi lời cảm ơn đến hai đơn vị tài trợ chính: Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Hiện nay trên sân khấu của chúng ta được set up những đạo cụ cho phần thi kế tiếp, đến từ một nữ khiêu chiến. Cô gái này đến đây để khiêu chiến với một nhân vật đã làm cho tập phát sóng của anh ta trở nên top 1 trending của siêu trí tuệ Việt Nam. Và đó là Thành Đạt. Và ai là cô gái dám mạnh dạn để thách thức Thành Đạt đây? Bất kỳ ai dũng cảm để khiêu chiến với cả bạn ấy thì tôi cũng nghĩ rằng đây không phải là dạng vừa đâu, bạn ấy cũng sẽ có những cái năng lực đặc biệt đó. Mời quý vị cùng gặp gỡ Lan Anh. Những con số có thể là kẻ thù đối với một số người, nhưng đối với tôi thì không. Tôi có thể chơi đùa và kiểm soát chúng, hệ thống và mã hóa những con số trong một hệ không gian riêng. Hàng trăm đề toán lớn nhỏ mỗi ngày, hàng nghìn giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Tôi có cách riêng để khám phá bí mật đằng sau những bài toán. Khoảnh khắc tìm ra tất cả những con số mà người ta cố tình ẩn giấu luôn làm tôi phấn khích. Tính toán cùng tư duy logic mọi lúc mọi nơi, không bài toán nào có thể làm khó được tôi. Với tôi, một bài toán khó chỉ khi bạn chưa tìm ra được đúng phương pháp. Khi nhắc đến tư duy logic và toán học trong siêu trí tuệ, bạn nhớ đến ai? Ngày hôm nay, tôi muốn mọi người sẽ nhớ đến tôi, Lan Anh, tuyển thủ nữ đầu tiên bước tới sàn đấu để khiêu chiến với trí tuệ. Ghê à? Khẩu khí khá lắm. Hình như trước giờ chúng ta chưa có tuyển thủ nữ nào mà thiên về toán học phải không ạ? Và đây là lần đầu tiên, thưa quý vị, Lan Anh. Thank you.
tự giới thiệu, em là Lan Anh. Em hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành răng hàm mặt của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Em đến từ thành phố Bắc Giang. Cho anh hỏi là cái việc em giỏi về toán á, nó liên quan gì đến cái ngành mà em đang chọn học bây giờ? Toán á, là một lĩnh vực mà nó khiến tư duy của em nhạy bén hơn. Sao em lại chọn cái ngành mà em đang học? Cái ngành em đang học là em muốn làm đẹp cho mọi người. Cũng ngộ ha. Có nghĩa là mình giỏi về một môn, nhưng là mình là thích làm ở một cái khía cạnh khác. Ok, em có biết về đối thủ của mình không? Dạ, em đã nghe qua. Và vì sao em dám khiêu chiến với một cái người mà có khả năng tốt như vậy? Tại vì anh ta là một trong những thí sinh mà đạt được 150 điểm tuyệt đối của chương trình. Có nghĩa là anh ta rất là giỏi. Đã đến đây thì em muốn chinh phục đỉnh cao cao nhất của trí tuệ. Không phải ai muốn nói chinh phục là chinh phục, phải dựa vào một cái gì đó chứ. Dựa vào một năng lực của một cô gái 20 tuổi. Sợ chưa? Bạn thân tin rất là đề cao những bạn nào mà dám đến để thách thức. Rất là cảm kích cái tinh thần thi đấu của bạn ấy. Trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam ở cả mùa 1 và mùa 2, thí sinh nữ đấu ở mảng toán logic khá là ít. Dường như Lan Anh là người đầu tiên. Lan Anh đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất là phấn khích. Anh thật sự rất là muốn biết một lát nữa em sẽ mang đến gì cho chương trình. Và thưa quý vị, hãy gặp gỡ nhân vật mà Lan Anh muốn khiêu chiến. Thưa quý vị, sự trở lại của Thành Đạt. Thành Đạt, một trong hai nhân vật át chủ bài của Siêu Trí Tuệ Việt Nam khi nắm giữ số điểm cao kỷ lục 150 điểm. Tự tin, thông minh và điềm tĩnh khi chinh phục thử thách dòng sau tri thức, Thành Đạt đã để lại dấu ấn vô cùng mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả khắp cả nước khi đã tìm ra chính xác vị trí khối hình được cất giấu trong bầu trời sao khổng lồ. Hôm nay, Thành Đạt liệu có làm nên một kỳ tích khi đối đầu với nữ tuyển thủ đáng gồm Lan Anh? Trời ơi, nay nhìn sáng sủa. Chào em. Em chào anh. Đầu tiên chắc là em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo, anh MC Trấn Thành. Toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Nó chào như nó nạt chứ thiệt á. Đe dọa tôi quá. Thực ra là bởi vì sau tập phát sóng đầu tiên thì khi em nói sai tên anh em cảm thấy có lỗi với anh quá. Em có nói sai tên anh hả? Em chỉ chào là Thánh Trần thôi chứ em chưa có nói gì cả. Sau cái tập đầu tiên có ai nhận ra em ngoài đường chưa? Sau tập đầu tiên cuộc sống của em cũng có khá nhiều thay đổi. Đã coi qua nhà em xin mời em đi event được không? Dạ có. Và em đi đến đâu người ta cũng xin chữ ký ạ. Sau khi tập của mình lên sóng thì mình đã được rất nhiều người quan tâm và chú ý. Biểu hiện đầu tiên đó chính là số follow trên Facebook đã tăng đáng kể. Thấy chưa quý vị ơi, lo lắng đi, đừng đùa. Đây là một cái trang mới của cuộc sống mình đấy chứ không phải. Với cái thử thách chòm sao đa diện ở vòng 1 đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh, không chỉ riêng team mà gây ấn tượng rất là lớn đối với khán giả yêu thích chương trình nữa. Và rõ ràng là khi mà team đi đâu, đi ra ngoài gặp khán giả cũng đều có nhắc đến cái tên Thành Đạt. Chứng tỏ là Thành Đạt với cái tài năng của mình đã gây ấn tượng không nhỏ đối với khán giả. Em có nghe về đối thủ của mình ha? Dạ. Tại giờ anh ta đang được săn đón. Và biết đâu sau cái phần thi này mà em xoáng ngôi được anh ta, mọi thứ lại đến với em, biết đâu. Đấy, em nghĩ sao về một cô đối thủ rất là trẻ tuổi, có 20 tuổi mà đi thách đấu mình? Em nghĩ là khi mà người ta phải có một cái năng lực gì đấy thật sự là mạnh thì người ta mới dám đến đây để thách đấu với mình. Và hơn nữa, khi người ta thách đấu với mình là người ta đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy là dù đối thủ có mạnh như thế nào hay đến đâu thì em nghĩ là em vẫn luôn phải đề cao sự cẩn trọng và phải cố gắng hết sức trong phần thi sắp tới. Tâm lý của em hiện nay đang áp lực hay là em đang hào hứng? Thật ra thì số điểm 150 là số điểm tuyệt đối và em là người đầu tiên xác lập được số điểm đó. Em nghĩ là nó vừa là áp lực cho mình, nhưng mà em nghĩ rằng sự tự tin mà em đang có được, em sẽ chuyển hết những áp lực đó thành động lực để có thể vượt qua được thử thách này. Có hỏi ngoài lề nữa thôi, có một cô gái nào đó để ý em nhiều hơn chưa? Em nghĩ là cái này chắc em nói kín với anh rồi nhá. Nói kín rồi hả? Vâng. Gửi email nha. Vâng. Ok. Thưa quý vị, sau chương trình này sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt đến với các bạn thí sinh của chúng tôi. Chúng tôi biết là như vậy và điều đó xứng đáng thôi. Bởi vì các bạn ấy đáng được như vậy. Họ là những cái người có tài và họ sẽ giúp ích cho xã hội. Cho nên tôi hy vọng rằng ngày hôm nay cô gái này cũng sẽ làm được điều tương tự như Thành Đạt đã làm. Và bây giờ xin mời Thành Đạt
sẽ gửi lại chiếc cúp của em cho giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Tự tin nhé. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì giám khảo khoa học Trần Thành Nam sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Và trong lúc anh ta chơi trò chơi này, anh ta sẽ diễn tả về cái độ khó cũng như là những gì mà các bạn nhỏ của chúng ta sẽ mang đến thử thách cho chương trình lần này. Xin mời anh Nam ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi đây là một cái mẫu nhỏ của một cái trò chơi mà tí nữa các tuyển thủ của chúng ta sẽ phải chinh phục nó. Nhưng mà cái mẫu trò chơi này thì nó là chỉ là cái ô 10x10 thôi, còn các bạn thì sẽ phải là giải mã một cái ô 20x15, tức là to hơn gấp rưỡi một chiều và gấp đôi đối với cả những gì mà tôi đang chơi. Chúng ta nhìn thấy đây là một cái trò chơi mà có thể đã xuất hiện ở trên app điện thoại, và căn cứ vào cái việc là có các cái ma trận số ở trên này thì chúng ta sẽ sử dụng bút và để đánh dấu một số ô, và qua đó thì chúng ta phát lộ ra một số hình ảnh. Chẳng hạn ví dụ như là chúng ta nhìn thấy ô này là 7. 7 có nghĩa là sẽ 7 ô liên tục sẽ được tô, nhưng mà ở trong 10 ô này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn ra một số phương án. Chẳng hạn ví dụ như là tôi sẽ tô ô này, ô này, ô này, ô này. 7 ô nhá, liên tục. Ô thứ hai sẽ là 9 ô chẳng hạn. Đó, ví dụ như là tôi sẽ tô ô này đi. Ô này, ô này. Đây là cái thứ tự quy luật của cái dãy dọc. À, đây là cái quy luật của cái dãy ngang. Làm sao mà để tất cả đối chiếu lại nó phải đúng. Dạ, đó. Ví dụ như số 7 là mình phải tô 7 ô liền nhau. Đúng rồi. Số 9 là phải tô 9 ô liền nhau. 1, 2, 1 là phải tô 1, rồi cách ra, rồi 2 ô liền, rồi 1 ô khác nữa. Hoặc là liền nhau, nhưng mà bây giờ mình sẽ phải theo đấy là hàng dọc nhá. Bây giờ hàng ngang này, ví dụ như ở đây tôi ô tô 4 thì phải là 4 ô liền nhau. Ok. Đến đây, ở đây là ví dụ như là 5 và 2 thì rõ ràng là nếu một khi tôi đã tô những ô này rồi thì ô này tiếp theo, ô này tiếp theo, ô này tiếp theo là tôi phải tô. Chúng ta nhìn như thế này thấy là một cái hình ảnh của số... Số 6. Vâng, làm được một nửa thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có phát lộ một cái hình ảnh nào đó ẩn dưới cái sơ đồ này. Biết đâu là một tô mì ba miền. Dạ. Hoặc một si tinh vị cà phê mới. Mời quý vị cùng xem đáp án của cái đề mà Nam đang giải gian dở này, để xem cuối cùng kết quả nó là gì. Vâng thưa quý vị, nếu như mà giải xong cái bài này thì nó sẽ ra số 63. Đơn giản vậy thôi. Đó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ thưa quý vị ạ. Còn bây giờ như anh Nam đã nói là họ sẽ thi đấu với một cái bàn là 15x20. Câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác. Và thi đấu như thế nào? Mời quý vị xem clip. Thử thách linh vật ẩn mình. 8 bộ mật mã gồm 3 chữ số được mã hóa trong 8 bộ nonogram. Hai tuyển thủ cần sử dụng tư duy logic để mã hóa và tìm ra 8 bộ số được mã hóa bằng cách suy luận và đánh dấu tất cả các ô dựa trên các số gợi ý. Sau đó, hai tuyển thủ căn cứ vào 8 bộ mật mã đó để suy luận và tìm ra hình ảnh con trâu được ẩn trong ma trận số với hàng nghìn con số to nhỏ. Hai tuyển thủ xác định đáp án trong 30 hình ảnh con trâu để đưa ra câu trả lời đâu chính là con trâu mà tổ kỹ thuật đã giấu trong ma trận số. Đáp án được xác nhận khi tuyển thủ đầu tiên bấm chuông giành quyền trả lời. Tuyển thủ còn lại có 10 phút để hoàn thành thử thách. Tuyển thủ nào có đáp án chính xác và sử dụng thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng. Trời đất ơi! Thú vị không quý vị? Kinh dị! Wow. Tại sao chúng tôi chọn con trâu? Bởi vì năm nay là năm con trâu. Năm Sửu. Thưa quý vị, vừa phải giải toán, vừa phải nhớ được những cái password của mình, rồi vừa phải nhanh mắt để tìm ra trong nguyên một cái đống số ở trên cái mạng lưới số đó 8 con số đó nó nằm ở đâu, rồi phải dùng cái đầu tưởng tượng để nối tụi nó lại thành những đường thẳng để tạo ra hình thù của con trâu, rồi còn phải dùng cái hình thù đó nhìn lại vô trong 30 hình của con trâu, có lúc nó đang chạy, có lúc nó đang phóng, có lúc nó đang ngồi, có lúc nó đang ngủ. Và buồn cười ở chỗ là nó na ná nhau, không hề đơn giản. Như vậy đòi hỏi cái tính đa nhiệm cực kỳ cao. Chính xác. Và tôi nghĩ rằng nó còn khó hơn ở cái chỗ là một
cái màn hình có rất là nhiều cái con số, và những con số mà đặt được dọc ngang khác nhau có 8 tổ hợp 8 con số đấy. Nhưng mà 8 con số nó không chỉ có tập trung một chỗ và tạo thành một hình con trâu đó, mà những con số này nó lại còn nằm rải rác ở những chỗ khác. Nó có thể tạo thành những cái hình con trâu khác nhưng mà nó lại bị mất cái đuôi, hoặc nó đang bị mất cái sừng. Thì tuyển thủ của chúng ta là phải tìm ra được cái hình giống hệt, không được mất cái gì hết, kể cả cái mất cái... Chúng ta cũng có thể liên tưởng một chút đến cái việc là tìm các cái chòm sao ở trong cái thử thách của Thành Đạt ở trong cái vòng 1. Đấy có lẽ là những cái thử thách mà nó vừa mang một cái đặc điểm cũ nhưng mà nó lại có những cái ý vị mới cho vòng 2 của chúng ta. Bây giờ mời hai tuyển thủ về ghế khiêu chiến. Anh Sâm, anh nghĩ gì về đề thi này? Tôi đau hết cả đầu. Nãy giờ tôi ngồi, tôi ong hết cả đầu. Tôi nghe luật của chương trình, tôi đã thấy kinh hãi rồi. Tôi không biết các bạn làm thế nào để có thể giải ra. Nhưng mà tôi nhớ lại là Đỗ Thành Đạt đã từng giải cái chùm sao bí ẩn đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là cái này thì với bạn đấy có thể là không phải là cái gì xa lạ cả. Nhưng mà với Lan Anh thì lần đầu tiên xuất hiện và cô đến khiêu chiến thì tôi đang hồi hộp xem là cô ấy... đến đây khiêu chiến của cô sẽ làm thế nào với cái bài toán nó kinh khủng khiếp như thế này. Dạ vâng. Bản thân cái phần thi này ở nước ngoài nó đã là khó rồi. Về Việt Nam các bạn lại nâng lên một cái mức khó hơn nữa thì chắc chắn nó lại còn khó hơn rất nhiều. Nếu không phải siêu trí tuệ thì chúng ta không bao giờ giải được những bài toán như thế. Đầu tiên em nghĩ thế nào về đề thi này? Cái đề bài quá dã man, quá kinh dị. Tại sao mà hành hai thí sinh của chúng tôi đi ngồi giải một cái ma trận toàn là số quá trời số luôn. Mà ngay cả cái việc giải thích đề bài nó cũng là một gánh nặng nữa, chứ đừng có nói gì là hiểu và làm được tất cả những cái điều này. Anh Dương Anh Vũ, với những gì từ nãy giờ Trấn Thành đang chia sẻ, có diễn tả hết được độ khó của nó chưa? Hay là còn cái gì mà ẩn ý trong đó nữa, anh có thể chia sẻ nhiều hơn được không ạ? Vẫn chưa mô tả được hết độ khó của cái đề này. Đây gọi là nghịch lý tô mì. Nghịch lý tô mì? Dạ, anh xé cái gói mì tôm, những cái sợi mì nó đen lên rất là tươm tất. Nhưng khi anh đổ nước nóng vô anh chế và nó nở ra rồi, anh trộn lên thì bắt đầu nó đan xen lại với nhau. Có nghĩa là chúng ta cứ nghĩ rằng là càng có nhiều dữ liệu ướm lên màn hình lớn thì có nghĩa là chúng ta càng dễ tìm ra hình con trâu. Không có, nó càng khó hơn, càng nhiều dữ liệu càng khó tìm ra hình con trâu, bởi vì nó sẽ tràn ra hết màn hình và tìm rất khó. Đây là một hình thức gây nhiễu của chương trình, là cái thứ nhất nhé. Cái trò chơi này nó hoạt động theo nguyên lý đầu cuối, có nghĩa là anh hoàn thành xong cái đầu anh mới có thể tiến được cái thứ hai, nhưng anh làm xong cái đầu tiên cũng chưa chắc gì anh sẽ làm được cái thứ hai. Đó, nó khó là nó khó ở chỗ đó. Có nghĩa là phải làm được cả 8 cái. Dạ, chính xác. Đó là cách duy nhất. Dạ, rồi xong sau đó mình chỉ. Tại vì thiếu một cái là nó mất cái đuôi rồi, ví dụ vậy. Dạ, đúng, chính xác. Cái ví von của ông tôi không đồng ý. Làm sao ví với mì được? Mì ăn liền tôi vào, kiểu gì tôi cũng ăn. Cái này thiếu một cái không ăn được. Làm sao giống mì được? Nó khác hẳn nhau. Tô mì thì mình có thể ăn hết. Ăn hết. Còn cái này mà làm không được thì ăn đòn. Tại vì mất cúp. Đúng rồi. Không có đi đâu, không có đùa à. Thi lãng ngoạn mất cúp à. Thành thử ra thưa quý vị, đây là một phần thi mà với chúng ta nãy giờ mình diễn đạt, mình thấy nó rối. Trong cái rối đó mình mắc cười rồi, tại vì tại sao nó khó như vậy. Nó quá khó. Nhưng mà các bạn thí sinh thì không mắc cười được gì chúng ta. Họ sẽ rất là căng thẳng bởi vì nó liên quan đến cái thắng thua của bản thân, có đi tiếp được với siêu trí tuệ hay không. Bản thân mình trong thử thách lần này thì mình khá là dè chừng với Lan Anh. Lan Anh là người có khả năng suy luận logic khá là mạnh. Và bây giờ thì xin hỏi anh Sâm, anh tuổi gì ạ? Tôi tuổi Dậu. Con gà. Con gà. Con gà là bạn thân của con trâu, em mệnh lên chọn đề ạ. Vậy mà cũng suy ra con nó gần với cái vườn tược rồi đó. Tôi biết rồi, tôi con gì thì anh cũng dí tôi vào thôi mà. Lỡ con cọp không biết sao dí nữa. Con gì em? Con cọp. Con cọp con thì cọp. Lại bảo ăn trâu. Vâng. Mọi người, cái gì cũng biết hết à? Ừ. Bên cạnh việc chọn ra một con trâu để đánh đố hai tuyển thủ, giám khảo Lại Văn Sâm cùng với trợ lý khoa học phải ấn định tọa độ để tổ hợp kỹ thuật tiến hành cất giấu con trâu này vào ma trận số cùng với nhiều con trâu gây nhiễu khác. Đây quả thực là một thách thức lớn với hai tuyển thủ của chúng ta. Tôi tránh tìm những cái mà nó xem nó giống nhau, nó dễ bị lẫn. Mà tôi cố tìm một cái gì đấy nó tương đối là đặc biệt. Và con trâu mà tôi chọn nó đơn giản, nó rất giống trâu Việt Nam. Thế cho nên là tôi chọn một cách nó hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không phải là có một cái chủ đích gì hết. Mời tổ kỹ thuật cho chúng tôi xem con trâu của anh Sâm.
Thưa anh Sâm, con trâu này của anh nó đang ở tư thế gì ạ? Nó đang ở tư thế là phi đi tìm đàn. Dạ vâng. À, anh kiểm tra nó có đầy đủ những bộ phận mà anh muốn có của một con trâu cơ bản chưa ạ? Đủ hết ạ. Nhưng anh phải nhớ vị trí của nó, tại vì cũng cùng một cái bộ phận của trâu nhưng ở những trạng thái khác nhau, nó sẽ nằm ở những vị trí khác nhau. Thực ra thì tôi không quan tâm là cái vị trí nó sau này nó như thế nào. Tôi quan tâm là các bạn có tìm đúng cái con trâu này ở cái tọa độ đấy không. Nếu con trâu này mà được giấu trong một ma trận số thì sẽ có một tọa độ nào đó cần phải giấu nó vào. Vậy thì chỉ có một mình anh Sâm biết được con trâu này sẽ nằm ở cái tọa độ nào thôi. Mời quý vị thử nhìn xem cái ma trận số của chúng tôi nó hùng vĩ như thế nào. Ê. Trời đất ơi, dã man. Mùa trước quả thực rất sợ, còn mùa này thì cảm thấy không sợ và cảm thấy là tin là các bạn sẽ làm được những điều tưởng như là không thể làm được. Mời hai bạn đấu sĩ trở lại sân khấu. Em tuổi con gì? Em tuổi con con rắn ạ. Em phải đếm nữa hả? Như vậy là em nhỏ hơn Tóc Tiên một con giáp. À, vâng. Em tuổi con gì? Dạ em tuổi con rồng. Vậy là em nhỏ hơn anh Dương Anh Vũ một con giáp. Thưa quý vị, hai thí sinh của chúng ta cách mỗi giám khảo một con giáp. Hãy xem là họ có thể làm được những điều đặc biệt mà những vị giám khảo này chưa chắc làm được hay không. Chúng ta hãy cùng đến với 8 cái đề nonogram. Sau đó sẽ tìm ra 8 cái password. Và từ 8 cái password đó sẽ tìm ra vị trí của con trâu mà anh Sâm đang giấu. Một, bắt đầu. Vừa 3, 2, 1 bắt đầu là rất nhanh như một cái máy đến từng ô một. Bạn ấy chỉ việc lật lên và những cái động tác của bạn ấy đúng nghĩa giống như là một Iron Man vậy. Một số cái loại số thì bạn ấy gạch chéo, một số con số thì bạn ấy lại khoanh tròn. Tức là bạn ấy tự phân chia cái số lượng những cái chấm đó. Nếu mà số lượng càng lớn thì bạn ấy sẽ có những cái phân chia riêng. Với phần thứ nhất là nonogram thì số lượng thông tin gây nhiễu cũng như số lượng thông tin cần suy luận rất là lớn, nên là yêu cầu mỗi thí sinh cần phải có một năng lực suy luận hoặc tưởng tượng khá là mạnh. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt trong chiến lược làm chinh phục thử thách này của Thành Đạt và Lan Anh. Nếu mà Thành Đạt là đi từ phía gọi là xa màn hình LED đến gần màn hình LED để tìm ra các cái con số, thì Lan Anh là đi chiều ngược lại. Chiến thuật của mình trong việc xử lý 8 đề nonogram đó chính là mình sử dụng trí tưởng tượng, thiết lập các cái quy luật hoặc logic để có thể tưởng tượng ra được các con số một cách tương đối. Sợ nhỉ? Trông như là vẽ. Sau đó cố gắng để có thể làm xong 8 đề trong thời gian ngắn nhất. Mình sẽ ghi lại kết quả của 8 con số đó trên bảng. Thế là nó nhìn luôn đấy chứ không cần phải giải giống như là từng ô như chúng mình. Đấy, đấy kìa, kìa trông. Nhìn kìa. Giống như nhạc trưởng vậy. Cái kiểu thầy tư pháp. Chúng ta nhìn chúng ta không thấy, còn đây bạn ấy không nhìn và bạn ấy hình dung thấy ở trong đầu. Và cách chơi của bạn ấy nó luôn luôn tạo cho người ta một cái sự wow, ngạc nhiên, không tin. Nhưng mà nó đang ở trước mắt mình. Và tất cả những cái đấy là cái mà Đỗ Thành Đạt cậu ấy sẽ không thể thua. Với cái cách giải đó, thứ nhất là bạn ấy đang cố gắng tiết kiệm thời gian tối đa nhất có thể để có thể đưa ra đáp án cuối cùng. Nhưng mà dĩ nhiên sẽ đi kèm với một cái sự sai số nhất định. Chỉ cần một chút xíu bất cẩn hay là quên đi một cái con số nào đó thôi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái kết quả khi mà đi tìm con trâu cuối cùng. Việc viết lên giấy khiến việc vẽ hóa của mình trở nên dễ dàng và mình cũng có thể dễ dàng kiểm tra lại những số mà mình đã mã hóa ra để có thể sửa lại trong trường hợp mình cảm thấy nó không chính xác. Tuy nhiên, việc viết lên giấy cũng dễ dàng khiến mình bỏ qua các dữ liệu và khiến các con số trở nên sai lệch. Mình chỉ mất hơn 5 phút để có thể giải quyết được 8 nonogram. Thấy đối thủ vẫn còn đang giải các nonogram đó thì mình cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì
Lan Anh là một đối thủ rất là cẩn thận. Điều đó có thể khiến chị Lan Anh mất khá nhiều thời gian trong việc giải quyết đề đó. Lúc đấy Thành Đạt đã thực hiện xong thử thách Nonogram, mình cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng mà mình cố gắng trấn tĩnh, tạo cho bản thân một cái thoải mái tự tin nhất để mình có thể thực hiện chính xác được phần thi của mình, không gặp ra lỗi. 6-8 sai nó sẽ xuất hiện ở mấy chỗ liền đấy nhé. Và nhiều lúc mà không nhìn ra lại phải phải kiểm tra lại số này, tại vì sai số nó phát rồi. Xong rồi sẽ phải chia ra từng cái ô một để mà tìm xem là con này nó ở đâu, đúng không? Chúng ta biết nha, là tất cả những cái số đấy nó tập hợp ngang dọc lại nhưng mà nó không phải là nét liền. Nó vẫn có những cái nét đứt và cái đoạn đứt đoạn đấy là các bạn sẽ phải sử dụng cái năng lực tưởng tượng để từ những con số đấy mà vẽ ra được dáng vẻ một trong 30 con trâu mà đề bài đã ra. Nếu mà không có một cái năng lực quan sát cực kỳ tỉ mỉ cộng với cả cái năng lực hình dung về mặt hình ảnh thì không thể nào mà phát hiện ra được cái phương án chính xác. Bạn ấy đang bị mắc với cả một số phương án. Điều mà tôi ấn tượng nhất ở Lan Anh đó chính là cái khả năng điềm tĩnh của em ấy khi thực hiện phần nonogram. Rõ ràng là Thành Đạt hoàn thành trước. Nếu mà cho tôi thi phần này thì chỉ cần đối thủ tôi bấm chuông trước là ngay lập tức tôi cảm giác bị nao núng, tôi cảm giác lo lắng liền. Tiên cùng với anh Nam có lên xem phần thi của hai bạn ở cái phần nonogram, thì lúc đó thì Tiên có nhìn đáp án của Đạt và đối chiếu với đáp án của Lan Anh, thì Lan Anh có sai. Còn lúc đó mình nghĩ là chắc là Thành Đạt lại thắng một lần nữa. Công việc mã hóa của mình đã gặp một số vấn đề ở hai số gần cuối. Bạn ấy rất là băn khoăn, đầu tiên là hình như là viết một con số do hai con số và phải quay đi quay lại để check. Cái cách mã hóa của mình bị rơi vào điểm mù, không có cách nào để liên kết kết nối được các số lại với nhau. Thay vì TableGraph họ sử dụng chữ thì cái bảng mà chọn này thì sử dụng là số. Tuy nhiên bảng mà chọn số này nó sẽ khó hơn TableGraph bằng chữ. Bởi vì TableGraph bằng chữ thì cái kích thước chữ to nhỏ nó sẽ giúp dễ tìm ra hình ảnh hơn. Trong khi đó số thì được làm đồng nhất. Đây cũng chính là một trong những phần rất khó tạo ra sự bất khả thi cho cái đề thi này. Có khi nào tìm được theo cháu thì... Không có khả năng. Có nào? Ai biết được tâm lý của nó đâu. Việc đã từng đối diện với màn hình LED có độ khủng tương tự ở vòng 1 có phải là lợi thế của Thành Đạt? Nhưng Thành Đạt hãy cẩn trọng vì đối thủ Lan Anh chính là điểm bất lợi của anh chàng ngay lúc này. Ở sinh lý học quốc tế thì các con số được sắp xếp theo các chiều khác nhau, nhưng có con số to, có con số nhỏ. Vì vậy là việc quan sát cũng không quá khó khăn. Còn ở thử thách của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lần này thì các con số đã được đặt với các kích thước bằng nhau, cho nên việc nhận dạng ra được hình ảnh của con vật có trên một ma trận số như thế là khá khó khăn. Có những lúc mà Tiên cảm thấy như Thành Đạt bị vô vọng luôn á. Bạn ấy có đi check lại, Tiên không rõ là bạn ấy có thay đổi cái kết quả nào đó trong đầu hay không. Có vẻ như cái phần thi mà tìm ra con trâu này á, nó là một cái thử thách quá khó, không chỉ riêng Thành Đạt mà cả Lan Anh, hai bạn cực kỳ chật vật trong cái phần thi này. Sau khi mà kiểm tra đi kiểm tra lại khá nhiều lần, cảm thấy khá chắc chắn đối với quyết định của mình nên mình đã quyết định bấm chuông để dành cơ hội xác nhận đáp án. Lan Anh đang tỏ ra khá bối rối và lo lắng sau khi bấm nút xác nhận đáp án. Liệu rằng cô nàng nhận ra mình đã quá vội vàng? Mình đã liên tục phân vân giữa hai con trâu là con trâu số 10 và con trâu số 20 ở khu vực phía bên phải của màn hình. Mất khá là nhiều thời gian để có thể nhìn ra được hai con trâu đó. Thời gian còn lại không nhiều. Liệu rằng Thành Đạt có sử dụng hết 10 phút để tìm ra hình ảnh con trâu chính xác?
Sau một hồi phân vân và suy nghĩ thì mình cũng đã quyết định bấm chuông, bởi vì mình nghĩ đó là đáp án chính xác. Thưa quý vị, hai đấu sĩ chúng ta đã hoàn thành phần thi của mình. Bạn Lan Anh đã bấm chuông trước. Và trong lúc bạn Lan Anh bấm chuông thì Thành Đạt vẫn còn 10 phút để hoàn thành bài thi của mình. Nhưng bạn không cần xài hết 10 phút thì Thành Đạt cũng đã dừng lại cái phần thi của mình ở phút thứ 35. Và bây giờ chúng ta sẽ sổ đầu tiên là 8 cái đáp án đúng của cái đề nonogram này. Chúng ta cùng xem kết quả đúng của chương trình. Xin mời. Đề đầu tiên là 842. Mời trợ lý khoa học. Chính xác. Đề số 2, 934. Đáp án là 9. Tiếp theo 682. Đáp án 9. Cân sức cân tài đó. Tiếp theo 589. Đáp án 9. Tiếp theo 422. Đáp án chính xác. Tiếp theo 356. Đáp án chính xác. Thưa quý vị, ở đây Thành Đạt bị sai một số là 358, không chính xác. Thảo nào em mất thời gian nhiều hơn. Lúc đó Tinh gần như cảm thấy là thôi chết rồi. Nếu mà đã sai cái đáp án nonogram này, biết đâu là nó sẽ ảnh hưởng tới cái đáp án cuối cùng, đó là đáp án của con trâu. Tiếp tục 2, 3, 7 chính xác. Và cuối cùng là 153 và hoàn toàn chính xác. Wow. Chúc mừng hai đấu sĩ và đặc biệt là Lan Anh, chính xác 8/8. Khi mà 8 cái nonogram đều giải một cách chính xác như vậy thì lúc này Lan Anh lại trở thành người có lợi thế hơn so với Thành Đạt. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapid All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30/1/2021. True Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion. Và hãy cùng xem cái tọa độ mà lúc nãy anh Sâm đã giấu cái con trâu vào trong cái ma trận số, nó nằm ở đâu. Wow, ở 4 con thì tôi nhận ra hình như là có 2 con là giống cái con anh Sâm hồi nãy chọn. Và bây giờ xin cho chúng tôi con trâu mà hoàn chỉnh mà giám khảo đã chọn. Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng xem là trong 30 con trâu, thí sinh đã chọn con trâu ở số thứ tự mấy. Và đó là 27. Thưa quý vị, mặc dù giải đúng mà Lan Anh hình như đưa ra con trâu không giống với hình thù mà anh Lại Văn Sâm đã chọn. Mình cảm thấy khá là suy sụp. Mình nghĩ là khả năng chiến thắng của mình gần như là mất rồi. Và đáp án của chương trình là 20, không chính xác thưa quý vị. Rất đáng tiếc. Đây là một thử thách thực sự khó. Để mà tìm ra được
chính xác được 8 cái mã số đây đã là khó rồi đúng không? Và Thành Đạt chỉ sai một chữ số thôi. Còn xác định được đúng đâu là con trâu thì không hề đơn giản chút nào cả. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của Thành Đạt. Cũng không đúng nha. Con trâu của Thành Đạt hình như cũng không giống hình dạng lắm. Chúng ta cùng xem số thứ tự mà Thành Đạt đã chọn là con trâu số 10. Không chính xác thưa quý vị. Và mình còn bất ngờ hơn nữa khi mà Thành Đạt cũng không tìm ra được con trâu bị ẩn giấu. Như vậy là cả hai đối thủ đều không giải được cái đề này. Thưa quý vị, như vậy là hai đối thủ đều không hoàn thành cái bài thi lần này. Nhưng mà chúng ta dựa vào 8 đáp án đúng của cái đề lúc đầu. Và trong đó Lan Anh đúng 8 trên 8. Chúc mừng Lan Anh ở thử thách này. Rất là đáng tiếc, chúng ta phải chia tay hot boy của chúng ta ở đây rồi. Không biết là các vị giám khảo có lời chia sẻ gì với bạn Thành Đạt hay không ạ? Tôi theo dõi hai bạn ấy thì thấy rằng là bởi vì là cái đấy là cái mà tôi chọn và chỉ có tôi và tổ khoa học biết thôi. Cho nên tôi thấy các bạn nhìn đi đâu tôi rất lo, tôi theo dõi cả cái ánh mắt của các bạn nhìn vào cái khoảng nào của cái màn hình ở trên kia để xem các bạn xác định được tọa độ hay không. Lúc đầu thì chú thấy Lan Anh là nhìn xéo sang bên kia, chú đã nghĩ là cháu đã xác định được rồi. Bởi vì là cái số mà tôi chọn ấy là số 20, nó về phía bên góc bên phía bên này này của màn hình này. Thì lúc đầu tôi có nói với các anh ở đây là có vẻ như cô bé là đang đi đúng hướng hay sao ấy. Nhưng sau đấy thì lại thấy cô chạy về, cô xem, cô lại xem bên này. Thì mình cảm thấy rất là lo. Tôi xem và tôi thấy nó kinh khủng khiếp, đau hết cả đầu. Tiếc, rất tiếc. Thông tin em thấy sao? Em nghĩ là chắc là em cũng cùng chung cảm xúc với tất cả mọi người ở đây. Bởi vì mình đã biết hiểu rất là rõ và rất là nể phục cái năng lực của bạn Đạt. Rõ ràng là trong cái quá trình tìm 8 số này là Đạt tìm rất là nhanh, Đạt tìm xong trước Lan Anh rất là lâu luôn. Nhưng mà có lẽ là vì một yếu tố tâm lý hoặc là vì một cái lý do nào đó. Không biết là Đạt, em có muốn chia sẻ gì về cái lỗi nhỏ của mình không? Thực ra đáp án này của em đã mường từ trong đầu là số 6. Nhưng mà lúc đó em không hiểu sao tay em viết số 8 và khi em quay lại em check thì chắc chắn là lúc mình nhìn lên màn hình rồi thì mình không thể sửa lại đáp án được nữa. Nên là em đã không động gì vào đáp án nữa. Và hôm nay thì thực sự là em có một chữ tâm lý, nhưng mà em nghĩ là yếu tố đấy thì không thể đổ thừa được là đó là lý do để em thất bại trong thử thách này. Anh nghĩ là trong tất cả những cái trận đấu đối kháng thì ngoài những cái năng lực mà các bạn phải thể hiện ra thì bao giờ cũng sẽ có những cái yếu tố tâm lý. Tại vì là chúng ta sẽ phải lựa chọn trong cái việc là chúng ta làm chính xác hay là chúng ta làm nhanh hơn và so sánh với cả cái đối thủ nó như thế nào. Thực ra là hôm nay cái chiến lược của Thành Đạt là bạn ấy không có viết hoặc là vẽ ra các cái số đâu, mà bạn ấy vẽ ra ở trong đầu ấy, bạn ấy tưởng tượng tất cả những cái con số đó và sau đó hình dung ra, sau đó thì viết ra cái con số ra. Có lẽ cái điều đó thì sẽ làm cho cái việc mà kiểu kiểm tra lại thì nó sẽ khó hơn. Còn trong khi đó thì Lan Anh là chậm rãi hơn nhưng mà vẽ ra thành các cái nét, dù sao khi mà check lại nó sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng mà thôi, ngày hôm nay kết quả nó như vậy, tôi cũng rất là vui mừng để chúc mừng Lan Anh. Nhưng mà còn đối với cả Thành Đạt thì tôi có một câu như thế này: chơi không về nhất thì chơi cũng phải chất. Hôm nay em chơi cực chất. Và anh Dương Anh Vũ, anh thực sự đánh giá rất cao cái năng lực không gian của Thành Đạt. Rõ ràng là Thành Đạt không cần điền vào ô, Thành Đạt chỉ cần và nhìn vô cái ô á, không thấy có bất cứ một nét nào hết. Có nghĩa là bạn ấy đã mô phỏng tất cả những cái nét đó vào đầu của mình. Và rõ ràng là Thành Đạt chỉ sơ ý một xíu cho nên mới điền lệch một ô. Tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp này ấy, thì Lan Anh có tâm lý thoải mái hơn. Bởi vì sao? Bởi vì đến đây gặp một cái bạn Đỗ Thành Đạt là một cái người mà đã làm dậy sóng truyền hình rồi, bạn đã xem rồi. Và cái áp lực đối với bạn ấy nếu mà thua thì cũng đâu có gì đâu.
thua một cái người mà đã quá là ghê gớm như thế rồi. Lan Anh công nhận không? Cháu không có gì để mất cả, đến đây chơi là chơi. Cho nên tâm lý của cháu thoải mái hơn đúng không? Và hôm nay thì Thành Đạt đúng là có một chút về tâm lý đấy cháu. Chắc là mình còn phải rèn thêm. Từ đầu đến cuối mình vẫn tin là cái kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về Đỗ Thành Đạt. Nhưng mà đến khi mà Lan Anh thắng thì lại một lần nữa cái mà tôi xưa nay vẫn tâm niệm, ở trên đời không có cái gì và không có ai là không thể thay thế. Kể cả siêu trí tuệ có giỏi như thế và đứng trước một đối thủ khiêu chiến còn trẻ trung như thế mà cũng còn bị thất bại thì đấy là cũng là chuyện bình thường thôi. Thật ra ngoài cái bài học tâm lý mà chúng ta học được sau các cái trận tỷ thí, có một điều mà tôi vẫn lưu ý với các thí sinh mà chúng ta phải học, đó là sự cẩn thận. Mặc dù chúng ta đang chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ một cái sự kiểm tra cuối cùng đó đôi khi nó mang lại cho chúng ta một cái kết quả rất là chắc chắn. Ngày hôm nay Thành Đạt thực sự ra mà nói là những cái phần thi của em nó cực kỳ ngoạn mục. Tôi nói thật với quý vị rằng bây giờ tôi có thể mở ra tất cả 8 cái đề. Quý vị đều thấy đây là 8 mảnh đuôi trắng. Có nghĩa là cái cách tưởng tượng không gian của bạn ấy cực kỳ siêu đẳng. Không cần phải giải cái gì cả. Quý vị thấy không? Tôi chưa thấy ai giải bài như vậy hết. Nhưng mà rõ ràng đó là cái sự mà quá nhanh của mình, đôi khi mình không chịu check lại. Nó chỉ sai đúng có một cái con số là bạn viết lộn. Anh Thành thân mến, nhưng mà trên cái ma trận số này thì là lúc nãy ban tổ chức chương trình là hiện lên là 4 cái cụm số theo 4 cái hình cái con trâu. Và trong đó thì là có một con trâu gần giống với cả con trâu đáp án ấy, nhưng mà nó bị lủng một số chỗ. Và 2 con trâu nữa gây nhiễu. Xin mời ban tổ chức là sẽ chiếu lại cái màn hình 4 con trâu đấy. Tại vì đáp án số 10 mà Thành Đạt lựa chọn rất giống với một đáp án gây nhiễu. Bạn ấy dường như đã tìm ra. Cái trên cùng là giống cái của Thành Đạt. Nó chỉ bị lủng mất 1-2 cái số thôi. Như vậy là bạn nhầm con trâu số 10 ở trên cùng. Đáp án của Thành Đạt lại là con trâu gây nhiễu. Điều đó chứng tỏ rằng là với cái khả năng tư duy logic của bạn ấy hoàn toàn có thể đoán ra được đáp án chính xác nếu như có thời gian hơn. Đây là một bài học mà chúng ta phải thật sự nghiêm khắc, không những chỉ cho Thành Đạt mà cho bất cứ ai trong cuộc sống này. Cái sự chắc chắn luôn luôn là cần thiết cho mọi người chúng ta. Trước khi truyền lại chiếc cúp của mình thì Đạt có muốn chia sẻ gì với bạn không? Trong cuộc thi nào thì cũng sẽ có người thắng và người thua. Và khi bắt đầu bước chân đến chương trình này thì em cũng đã đặt ra được cái viễn cảnh như ngày hôm nay. Nên là đối với em thì hôm nay là một bài học thực sự đắt giá. Nhưng mà em nghĩ rằng chính nó sẽ là hành trang để sau này em sẽ vững chắc hơn. Còn với chị Lan Anh thì hôm nay em nghĩ là chiến thắng của chị là hoàn toàn xứng đáng. Và em mong rằng là chị có thể phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình trong vòng sau. Cảm ơn Thành Đạt. Với sự cống hiến của em cho siêu trí tuệ Việt Nam, thật sự em vẫn là một thí sinh vô cùng ấn tượng. Rất tiếc phải chia tay với em, nhưng anh hy vọng em sẽ luôn luôn là một người có được những gì mà em đang mong muốn. Em sẽ thành đạt như đúng cái tên của em. Cảm ơn đã đến với chương trình. Đi suốt hành trình với siêu trí tuệ Việt Nam và khi biết mình phải dừng lại tại cuộc thi này thì cảm xúc nhất thời lúc đó mình cũng khá là buồn. Nhưng mình đã nói ngay từ ban đầu khi mình đến với cuộc thi, bất kỳ cánh cửa nào cũng phải có một chu kỳ đóng mở riêng. Và mình nghĩ cánh cửa siêu trí tuệ đã đóng lại với mình thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều cánh cửa khác, nhiều cơ hội khác mở ra hơn đối với bản thân. Suốt thời gian vừa qua, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến 40 ban giám khảo, đến toàn thể quý vị khán giả luôn luôn cổ vũ cho mình. Và lời cảm ơn cuối cùng mình xin dành tặng cho các anh chị ekip sản xuất vì đã vất vả suốt ngày đêm để có thể giúp cho những tài năng Việt tỏa sáng. Thưa quý vị, khiêu chiến thành công. Chúc mừng Lan Anh, thí sinh tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Với mình biết mình là người chiến thắng thì mình cảm thấy khá là vui mừng. Nhưng cũng là một chút cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã không hoàn thành thử thách thật sự hoàn hảo như mình mong muốn. Lý do em đến với siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, thứ nhất là em muốn khám phá ra giới hạn của bản thân mình. Thứ hai là vì một chữ ký của anh Trần Thành. Mùa 1 thì em có nhờ một người bạn của mình
Xin anh Trấn Thành chữ ký ạ. Và em lấy đó em động lực để có mặt ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn em. Đối với anh đây là một cái sự trân trọng và anh cảm ơn rất là nhiều anh. Anh không nghĩ là chữ ký của anh có thể làm động lực nhiều đến cho em đến như vậy. Để đáp lại cái tình cảm này của em thì anh sẽ tặng cho em một cái bộ áo và nón của Rap Việt với chữ ký của anh trên đó, ok? Chúc mừng em, thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam, Lan Anh thưa quý vị. Và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel và được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chương trình được thực hiện bởi V Channel. Chúng tôi xin được dành lời cảm ơn đặc biệt đến hai nhà tài trợ chính của chương trình, thưa quý vị, Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt và mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Theo dĩ nhân nào sẽ xuất hiện để thách đấu? Đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên. Và ngày hôm nay bạn sẽ đến đây để thách thức một trong những thành viên trong biệt đội siêu trí tuệ của chúng ta trong bộ môn hình học không gian. Hôm nay em đến đây để đòi lại chiếc cúp mà lẽ ra nó phải thuộc về em. Nếu con người của em có bản lĩnh như vậy, mùa 2 này vòng 1 em ở đâu? Em không xuất hiện mà em đợi người ta thắng rồi cái em tràn vô đây. Một chiến thắng ở vòng 2 nó sẽ kịch tính hơn. Ngày hôm nay nếu em thất bại thì em chỉ thua người giỏi nhất, còn nếu em thắng thì em sẽ thành người giỏi nhất. Yeah. Nhất là qua những gì đã chứng minh ở vòng 1 thì cũng khó để có thể nói là em tệ được. Khả năng đặc biệt nào sẽ được khai phá? Quý vị nhớ lại là cái đề thi năm của Việt Hoàng hay là Huy Hoàng thi với nhau á, là nó có những cái dãy số theo màu và những cái dãy số đó nó có cái quy luật logic riêng của nó. Năm nay giả mang hơn. Nói thì nó bình thường nhất rồi đó, hiểu hay không là việc của mỗi người. Những chiến binh cuối cùng gây tên mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam là ai? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021.